Hội chứng Covid-19 kéo dài có lẽ không còn xa lạ với bất kỳ ai từng mắc căn bệnh này. Một nam sinh viên của Đại học Stanford của Mỹ đã phải vật lộn với hậu Covid-19 suốt một năm, dù trước đó cậu nhiễm bệnh không có triệu chứng. Ravi Zawest, 24 tuổi đến từ London của Anh, cho biết anh mắc Covid-19 vào tháng 3 năm 2021. Do không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào nên anh nghĩ rằng bản thân mình không sao. Tuy nhiên, sau một năm kể từ khi mắc bệnh COVID-19, sức khỏe của Ravi mới chỉ phục hồi được khoảng 15%. Hội chứng COVID-19 kéo dài khiến nam thanh niên này mệt mỏi cực độ, phải ngủ hoặc nằm nghỉ trên giường 16 tiếng mỗi ngày. Anh sẽ kiệt sức nếu đi bộ quá 15 phút, anh không thể làm việc quá 30 phút. Ngay cả việc gặp gỡ bạn bè cũng có thể khiến cho anh cảm thấy không còn sức lực. Bên cạnh tình trạng mệt mỏi cực độ, Ravi gặp rất nhiều những triệu chứng khác, trong đó có việc mất khứu giác và mất vị giác.